có thể không chắc chắn về đường đi chính xác của cơn bão, nhưng điều chắc chắn là những bệnh pháp và quý vị có thể thực hiện để chuẩn bị sẵn sàng. Lập kế hoạch Liệt kê thông tin liên lạc cho những người thân, gia đình của quý vị và những tuyến sơ tán. Tải các báo khẩn cấp xuống điện thoại, nghe chỉ dẫn và tin tức cập nhật từ cơ quan chính quyền, địa phương, thảo luận với người thân của quý vị nói về các bước để chuẩn bị với gia đình, bạn bè và hàng xóm. Truy cập ready.gov để biết các gợi ý để chuẩn bị để bảo vệ bản thân quý vị và những người khác.